Chú tên là Vũ Văn Quân, chú đến từ Quảng Ninh. Chú mắc bệnh gì và biểu hiện bệnh của chú như thế nào? Chú bị mắc bệnh đau hai đầu gối. Biểu hiện bệnh như thế nào? Biểu hiện bệnh của chú là đi lại nó rất là đau. Trước đây chú đã đi điều trị ở đâu chưa? Chú đã từng đi điều trị ở rất nhiều nơi rồi. Thế sau khi cấy chỉ ở đây thì chú thấy tình trạng bệnh của mình thay đổi như thế nào? Sau khi cấy chỉ ở đây thì chú cảm thấy rất là dễ chịu. Thay đổi là đi lại nó rất là dễ chịu và nó không bị đau nữa. Chú thấy đỡ được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi chú? Bây giờ chú hiện tại là chú cảm nhận đỡ được khoảng 70%. Chú nhận thấy phương pháp cấy chỉ này như thế nào? Chú cảm nhận cấy chỉ này rất là tốt và chú hy vọng là sẽ nhiều người cấy và khỏi được cái đầu gối như của chú. Qua cái việc của chú là chú chỉ biết là rất cảm ơn các y bác sĩ ở đây đã chữa trị bằng cách cấy chỉ này thì phương pháp rất là tốt. Cháu cảm ơn chú ạ, chúc chú mau khỏi. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 0981 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470, website cayci.vn.